Hi Marina, how are you? Hi, hi Tang. Thang. Uh, vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng ở tại sân golf của Sòng Bài Fantasy Spring Casino uh, và một cái sân golf rất là rộng lớn và ngày hôm nay thì quý khán giả sẽ cùng gặp gỡ cùng với lại cô Marina. Choi uh, Our viewer just meeting with you. You know, whole lot in the past, but every single time we talking on the set. you know not on the right. uh, on you know in action like this right. well thanks so, for having me oh yeah you're welcome so how you feel today is it the the your day starting like this yes this is my work um i get the two best of out of you know i'm working and i'm playing golf at this beautiful weather um i mean how could Anything be better than this, you know? <laughs> exactly. À, vâng, thưa quý khán giả, à, cô Marina Choi là một trong những cái người rất là đặc biệt ở tại Fantasy Spring Casino. À, bởi vì nếu mà quý vị đến với lại tất cả những cái sòng bài khác ở tại California hoặc là ở bất cứ nơi đâu trên đất Mỹ, quý vị sẽ không thấy có một cái vị trí của một cái người uh, đánh góp mà phải gọi là chuyên nghiệp. À, cô đã từng đoạt được rất là nhiều những cái giải uh, chuyên về đánh góp và hiện nay thì cô cộng tác với lại sòng bài Fantasy Spring Casino làm việc cùng với sòng bài và cái nhiệm vụ của cô là Uh, coi như là hướng dẫn cho tất cả những cái vị khách VIP đến với lại Fantasy Swing Casino và muốn có những cái giây phút giải trí quý báu như thế này thì uh, uh, quý vị sẽ được sự hướng dẫn của cô Marina Choi, uh, cô sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách đánh góp mà vừa rồi quý vị thấy là uh, cô swing một cái nghĩa là cái cái trái banh đi rất là xa và uh, rất là, là chuyên nghiệp uh, thưa quý vị. Uh, Marina, uh, I am I don't know how to play golf, so how long does it take for a newer like me uh, you know know how to play the game if, you, if i give you good pointers i think immediately <laughs> 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 i know i i can i can't guarantee it. everybody are different obviously with body type and how athletic they are but um it's just um if you get good techniques you know and good pointers i think uh immediately you'll be able to hit some balls um. thank you so much. Vâng thưa quý vị, trọng thắng đang hỏi cổ là một cái người chưa bao giờ chơi golf giống như là trọng thắng thì khoảng bao lâu thì mới có thể biết được cái cách thức để mà mình đánh golf thì cô nói rằng có lẽ có thể là ngay lập tức Uh, là tự vì đó với cái sự hướng dẫn của cổ cổ sẽ chỉ cho quý vị Cái kỹ thuật để mà quý vị đánh uh, và cái cái, uh, cái 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 tầm mà quý vị có thể đo được uh, nó như thế nào thì có thể là ngay lập tức quý vị có thể biết được cái cách mà quý vị đánh góp và thưởng thức một cái môn thể thao rất là hấp dẫn này. Um, oh wow, I, I can't believe that you know, almost like immediately people can play, and uh, you know, beside all of the gentlemen out there, uh, they love to play golf but how about uh, women ladies uh, are they be able to play fine i i don't think i don't distinguish men and women um, you know they'll just hit a little shorter than men but uh, athleticism i think they're going to be the same I, i'll test you one day you know you never picked up a golf club one day i'll teach you and let's see how you know How you hit the ball. À, vâng cả câu hỏi kế tiếp của trọng thắng đối với lại cô marina đó là thường thường thì chúng ta thấy các ông các quý ông chơi góp rất là nhiều tuy nhiên quý bà thì sao quý bà chơi góp có được hay không thì cô nói rằng là bây giờ về cái vấn đề giới tính đó là không có phân biệt có nghĩa là ai chơi cũng được quý ông chơi được thì quý bà cũng sẽ đánh góp được thôi nhưng mà cô nói là chỉ tùy theo cái sức khỏe của mỗi một người có thể phụ nữ đó có thể đánh um, đánh một cái trái banh đi nó hơi ngắn hơn tí uh, nhưng mà tùy theo thể lực uh, cũng có những quý bà cái là đánh một cái là đánh một phát là banh bay rất xa giống như là cô Marina cô mới vừa chỗ tài quý vị thấy là trái banh bay rất là xa well, I can tell because that your hit it is so strong and I can see you know the ball it just disappear in the Yeah, <laughs> mm. well, I mean it's not really about strength, you know. If you have good techniques and basic fundamentals, uh -huh. um, you can. definitely hit the ball. I told you I'll test you one day. <laughs> <laughs> à, vâng, thưa quý vị, cô nói là một lần nữa cô nói là không cần là phải thể lực tốt đâu. Cô nói là chỉ cần là cái kỹ thuật đánh của mình nó đúng thì chắc chắn là quý vị có thể đánh trái banh nó bay đi rất là xa. Và cô cô nói là một ngày rất là gần đây cô sẽ thử nghiệm coi coi là trọng thắng đánh trái banh đi xa cỡ nào. I think that I'm can be bad, you know, with hitting the ball because you know I I never played it before. Yeah, so that's why next. time I, I show you your basic fundamentals I'm sure you definitely have no problems okay. hitting the ball Oh, thank you so much and uh, and uh, can you tell the viewer a little bit about uh, how people gonna become a VIP and you know get to play golf with you um, well number one you have to make f frequent um, trips to our fantasy springs make your players c uh, card mm -hmm. um, just come to i mean you're going to go to a different casino might as well come to our casino if you're going to go to five times come to five times here and then you know you become our vip so you know um, and then and then i'll talking with Kafka. <laughs> <laughs> yeah. Thank you so much. Cho có hỏi là làm thế nào bằng cách nào mà quý vị có thể gặp gỡ cùng với lại cô Marina và được cô hướng dẫn chơi uh, chơi banh, chơi golf như thế này? Thì cô nói rất là đơn giản, quý vị chỉ cần trở thành một khách mời VIP ở uh, tại Fantasy Swing Casino. Uh, quý vị có thể đến đây nhiều lần. Uh, quý vị thay vì đi những cái sòng bài khác ở đây ở tại miền nam California thì có rất là nhiều những cái sòng bài khác nhau tuy nhiên nếu mà quý vị đến thường xuyên cùng với lại Fantasy Swing Casino quý vị đến đây và quý vị chơi bài và quý vị có thể trở thành một cái khách VIP đến đây thường xuyên thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái cơ hội cùng với lại cô Marina Choi cô sẽ hướng dẫn cho quý vị cách đánh và nhớ nha không phải là chỉ có quý ông mà quý bà cũng đánh góp được trong tháng thấy Sáng này trên sân Góp có rất là nhiều uh, các uh, quý bà hiện nay đang phải gọi là tận hưởng enjoy một cái buổi sáng tuyệt vời tại sân Góp ở Fantasy Spring Casino. Uh, well, so I think that right now you and I we're gonna go to check out you know where's your boss? Here? Sounds good. <laughs> Alright, vâng và bây giờ xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến để xem coi trái banh của cô Marina nó bay đến đâu rồi. Wow. wow, Marina, it's so much fun today. Thank you so much for having me here. Yeah, um, I have a question for you. Mm -hmm. I heard that Fantasy Spring Casino always have a golf tournament. Mm -hmm. So, how often that you guys have a tournament, a golf tournament over here? We have almost every other month. Uh, we have Chinese, Vietnamese, Korean golf event. Uh -huh. So, um, almost yeah. And then we have uh, a few off-property too. So. Yeah. Uh, uh, vâng thưa quý vị là uh, trọng thắng hỏi cô marina đó là ở uh, đây đó chỉ một cái ngày rất đẹp trời và chúng tôi có được một cái buổi phải gọi là tập chơi góp rất là vui và uh, nhân đây thì trọng thắng hỏi cổ là cái góp tournament đó, một năm như vậy đó là có bao nhiêu cái, uh, cái một, bao nhiêu những cái góp tournament ở đây thì cô nói là cứ mỗi uh, cách một tháng thì sẽ có một lần Uh, có nghĩa là khoảng 6 lần cho một năm uh, và cô nói lại lại còn có thêm những cái uh, tournament khác dành cho những cái cộng đồng như là người Việt nè, người Trung Hoa rồi người Đại Hàn cũng có những cái golf tournament uh, ở tại Fantasy Spring Casino. Uh, so people can be a VIP and they can enter the tournament uh, game uh, every time. Yeah, like I said, uh, if you come to our um, you know, casino more often than any other, you know, then and you become our VIP, so you'll be able to um, get invitation to our golf events, pretty right. much. And after the golf tournament, is there any fun? Oh, yeah. Um, after the golf tournament, we have a little raffle, like a uh, oh. very luxury upscale dinner. Uh -huh. And we have also a, a raffle that we bring. Uh, we don't go, we don't give gifts based on your golf, mm -hmm. you know, play. But we give um, equal uh, participant for um, a raffle each for our participants. So they, everybody equally gets, um. Uh, a, a opportunity to win and up to $2000 so wow. yeah yeah that's a loss of money yeah <laughs> so like i think it varies on the tournament but we have like 20 30 40 even 50 spins mm -hmm. so chances are very high. Right. Thank you so much. Uh -huh. À, vâng thưa quý vị, trong lãng hỏi cô Marina đó là sau khi mà chúng ta chơi golf xong đó thì có cái gì vui nữa không? Thì cô nói là thường thường đó sau khi mỗi một cái game mà golf tournament như vậy thì ở đây họ sẽ tổ chức một cái bữa ăn tối rất là sang trọng. À, và ngoài ra đó cái bữa trong cái bữa ăn tối đó thì họ sẽ có sổ số trúng thưởng và cô nói là trúng thưởng đó cái giải thưởng này đó là không phải lại dành cho những người nào mà chơi giỏi uh, chơi góp giỏi mà tất cả mọi người đều có một cái cơ hội giống như nhau để được trúng thưởng trong cái bữa tối à, ăn tiệc xong thì sẽ có sổ số, số và cô nói những cái sổ số, số như vậy đó có những cái giá trị lên đến cả 2.000 mỹ kim cho nên là quý vị thấy rằng là đến với Fantasy Spring Casino uh, quý vị không phải là chỉ có chơi bài không thôi mà chúng tôi ở đây còn có rất là nhiều những cái game khác đặc biệt là một cái golf course rất là lộng lẫy ở tại thành phố Indio này à, thì chồng hắn xin mời tất cả quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc xin mời quý vị hãy gọi ngay cho số điện thoại trên màn ảnh nhỏ để quý vị có cơ hội đến thưởng thức uh, những cái kỳ nghỉ hè ngắn mỗi cuối tuần chỉ dưới 2 tiếng lái xe từ quận Cam Thank you so much Marina yeah, Thank you so much for coming down here really vâng thưa quý vị uh, cầm trọng thắng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian quý báu theo dõi chương trình này một lần nữa nếu mà quý vị nào có những câu hỏi những thắc mắc xin mời quý vị hãy gọi ngay cho fantasy spring casino và đặc biệt là gặp gỡ cùng với lại cô marina choi ở ngay tại sân góp eagle fall ở uh, tại thành phố indio uh, chúc quý vị một ngày thật là bình yên và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới thank you